cao trên 1m75, lớn tuổi hơn em, đẹp trai. Để coi mới biết. Xấu quá. Mời bạn nam. Chào khán giả. Mời bạn ngồi. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Bảo Huy. Nguyễn Bảo Huy. Dạ. Rồi bạn chờ xem bạn nữ tên gì. Mời bạn nữ của chúng ta. Chào em, bây giờ em giới thiệu em tên gì? Em xin giới thiệu em tên là Đinh Thị Huyền Cơ. Hiện tại em 26 tuổi. Huyền Cơ? Dạ, Huyền. Mình đang làm việc ở đâu cơ? Em đang làm việc tại Chevrolet Sài Gòn ở gần cầu Chữ Y. À, mình làm bên cái mảng nào? Dạ, em làm bên mảng kinh doanh ạ. Lanh lợi xinh đẹp như vậy bán hàng chắc đắt lắm đúng không? Chưa biết. Chưa biết hả? Tại sao mình lại ế như một người mẫu, công việc ổn định, chị không tin? Có đôi lúc chắc có vẻ là nhìn vẻ ngoài thì nó như vậy thôi, chứ bên trong thì nó lại khác. Khác là khác như thế nào? Hơi khó tính một xíu, cho nên là em nghĩ đó là lý do mà em bị ế. Con gái mà khó tính quá cũng khó, khó lấy chồng lắm nha. Bạn nghe con gái khó tính bằng sợ không? Cũng hơi sợ một chút. Hơi sợ? Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Đó, em đang là biên tập viên ở bên trung tâm tin tức VTV24. Ở trong đài truyền hình thì rất là nhiều cô phóng viên, cũng như nhiều diễn viên, nhiều người mẫu, nhiều MC rất là đẹp. Dạ, cái đó thì cũng không hẳn. Hay là bạn cũng khó tính như bên kia? Em thì cũng có một chừng mực nào đó, cũng hơi khó một chút. Hơi khó rồi, hai bên khó gặp nhau. Vậy thì chị hỏi sơ một chút là trước đây cơ đã có mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức thì có 2 mối tình, nhưng mà cộng thêm râu ria thì khoảng 4 mối tình. Râu ria hả? Rồi mình chia tay bao lâu? Dạ, em chia tay được khoảng hơn 1 năm rưỡi. Một năm rưỡi nay, ngoài những giờ làm việc thì lúc rảnh rỗi bạn làm gì mà mình không tìm được cái người bạn trai cho mình? Đi làm từ sáng đến tối, chiều tối về thì em đi học. Học cái gì nữa vậy bạn? Dạ em đi học MBA. Mình học bao lâu nữa thì xong? Gần xong học kỳ đầu, còn 1 năm rưỡi nữa. Như vậy nếu bây giờ hẹn hò thì thời gian của mình... Chắc là cúp giờ hành chánh. Hả? Cúp giờ hành chánh hả? Trời ơi, mà phát cái chương trình này lên, đuổi bạn sếp bạn ngồi coi TV, coi bạn muốn hẹn hò, nghe bạn nói câu này, ta cho bạn nghỉ làm trước sao? Em không thông báo cho sếp thôi. Không thông báo cho sếp, 24 giờ ta thông báo luôn rồi nè. Ở đây ta đang đi săn tin đó. Săn mấy tin nóng thôi, còn mấy tin cá nhân em không có săn. Giờ hỏi thiệt, bạn vô đây tham gia chương trình hay bạn đi săn tin? Dạ không, em không có săn tin chương trình, em vô tham gia. Có không? Mai bạn đưa tin lên là không được nha. Dạ không có. Em chơi chương trình này tự đưa tin mỗi chủ nhật mà em đâu cần đưa là gì. Bạn quê ở đâu? Em là dân Sài Gòn luôn. Dân Sài Gòn luôn. Nghe nói bạn đi du học ở nước ngoài hả? Dạ, em đi học ở bên Mỹ 8 năm, em mới về được 4 tháng. 8 năm ở bên đó rồi. Qua bên đó có quen bạn gái nào người Mỹ không? Em thì cũng có quen hai cô Mỹ. Quen hai người ở bên nước ngoài rồi. Về Việt Nam bạn có quen người Việt Nam chưa? Dạ chưa, mới về 4 tháng chưa có thời gian nhiều. Mới về thời gian đầu rồi về thì... Rồi về đây xong bỏ hai người kia qua về đây hả? Hai người đó thì em break cũng cách đây cũng 6-7 năm rồi. Rồi sau đó chuyển qua quen hai người Việt Nam. Hả? Hai người Việt Nam qua bên đó nhưng mà cũng không có tới đâu hết. Quê cũng hơi nhiều quá nha. 4 người vậy đó hả? Dạ tổng cộng em quen cũng 6 người, nhưng mà chỉ có hai người là thật sự. Điều gì để làm bạn dừng lại? Thì khi nào mà mình tìm hiểu mình thấy đúng những cái tiêu chí của mình thì... Tiêu chí sao? Thì em muốn là một người con gái hiền hậu, không có tính hay ghen. Gái nào mà không ghen bạn? Em ghen dữ lắm á. Đó, đó nghe không? Không ghen để bạn lăng nhăng hả? Em thì tính không có lăng nhăng, nhưng mà đa số ai quen với em thời gian thì như ghen với em thì thấy bạn thích kiểm soát cái thời gian. Hay là bạn gặp phụ nữ đẹp cái bạn hay chăm sóc hay lo lắng gì ta ghen đúng rồi. Không phải, em đa số là em lo việc học với lại công việc làm ăn của mình để mình kiếm sống rồi kia thôi, chứ còn em không có lăng nhăng. Bạn nói bạn ghen nhiều là ghen như thế nào? Có nghĩa là em cũng hay kiểm soát. Nếu mà em có tình cảm thì em sẽ kiểm soát dữ. Và em không thích bạn trai của em đi dòm ngó những người khác, trừ khi em lên tiếng. Ủa lên tiếng là sao? Ví dụ như đôi khi cả hai cùng đi ăn hoặc đi đâu đó thì em thấy các bạn nào xinh gái thì em chỉ. Em chỉ kêu dòm đi. Ủa có nhiều em thấy xinh mà người ta không thấy xinh, còn mắt người ta tao muốn dòm ai người ta dòm chứ mắt. Em cứ dòm xong em mới hỏi thăm ý kiến, cái đẹp hay không, đẹp hơn em không? Vậy người ta nói đẹp hơn cái là coi như là chết với bạn chứ gì. Ví dụ hơi kiểm soát quá. Bạn trai còn có ghen không? Em thì không có ghen, em là để thời gian của bạn gái mình muốn làm gì làm, tùy vô cổ sắp xếp thời gian của cổ thôi. Em không có cho buộc ai. Em đi học ở nước ngoài về thì nói chung là cái
cũng thoáng đúng không? Thoáng đúng không? À, cũng hơi tây chút, hướng ngoại. Thích người vợ của mình là một người phụ nữ truyền thống hay là một người phụ nữ hiện đại? Em thì thích người phụ nữ truyền thống hơn. Truyền thống hơn? Là lý do đó mà em không có thích hợp với những cô gái Mỹ là gì. Tiêu chí thế nào? Em thích những cô gái mà biết nấu ăn, chăm sóc gia đình. Bạn biết nấu ăn không? Dạ biết. Sở trường của bạn là gì? Năng lực của bạn đặc biệt, có cái gì đặc biệt không? Dạ không, em chỉ nấu được mấy món ở quê thôi. Mẹ dạy sao em biết vậy? Thôi miễn nó nấu ăn được bữa cơm gia đình là được rồi. Dạ. À, bạn có sở trường gì không? Dạ không. Ngoại chuyện nấu ăn? Dạ không. Có tài vặt tài lẻ gì không? Dạ không. Có yêu cầu người bạn trai của mình là người như thế nào? Dạ có. Sao? Cao trên 1m75. Tiếp. À, lớn tuổi hơn em, đẹp trai. Để coi mới biết. Xấu quá. Rồi, cái gì anh không thích? Tối kỵ. Em không thích hút thuốc. Không thuốc không anh? Dạ không, không thuốc. Rồi gì nữa? Em cần một người biết quan tâm tới em. Chắc chắn rồi, nếu ta yêu bạn, ta sẽ quan tâm tới bạn. Như vậy thôi đúng không? Dạ. Còn gì nữa không? Sống gọn gàng một xíu. Sống gọn gàng là sao? Dạ, biết cách sống tự lập. Có nghĩa là tự chăm sóc mình được và phụ giúp gia đình được. Ta ở nước ngoài 8 năm là ta phải sống tự lập rồi, yên tâm. Nha, vậy là đủ chuẩn rồi đó. Còn cái đẹp trai không để coi đó. Xấu, xấu. Cái gì? Dạ em có món quà tặng chị. Wow, vậy hả? Em vẽ cái hình chị. Ai vẽ? Dạ em vẽ. Trời ơi, đẹp quá, cảm ơn nha. Ủa sao cái tóc còn bị gì trên đây vậy? Ủa, nó bạn ha. Trời ơi, quay coi giống không Linh? Hả? Giống xỉn quá. Quay coi. Ủa đẹp quá trời. Ủa sao cái này tóc tôi bị gì đây vậy? Dạ này em coi cái hình của chị ở trên mạng, em thấy tóc tóc. À dễ trên mạng đúng không? Hai mình xuyến đôi hả? Nó nghe nè, anh có thích mặc áo tình nhân giống như là các tường với Quyền Linh không? À cũng thích chứ. Giờ mình cặp tặng bạn cặp hồi bằng bạn liền luôn, bạn bận không? Bận liền hay gì? Nếu cho thời gian thì em vô thay đồ. Vậy hả? Chưa có mua, hỏi thăm vậy thôi chứ chưa có mua. Cảm ơn món quà của bạn nha. Cưng bấm nút chọn là Cưng cũng sẽ có nhiều tranh như vậy đó. Đẹp không? Bạn gái bên kia chọn bạn trai là phải từ cao 1m75 trở lên. Nguyên chuẩn cao quá. Trai phải đi nối xương quá. Nối xương hả? Hơi cao đúng không? Để anh qua coi coi cao cỡ nào mà chọn 1m75 trở lên. Trời đất ơi, bên đây người ta. Đứng lên em, đứng lên, cho anh coi. Đó. Đó. Em mang giày. Mang giày cao đúng không? Mang giày xịn. Nói chơi thôi chứ bạn bên trai đẹp trai lắm. Em mê trai. Mê trai hả? Mẫu bạn trai của bạn như thế nào? Đẹp trai giống Đan Trường. Gì? Đẹp trai giống Đan Trường. Đan Trường hả? Dạ. Đan Trường cũng đâu cao lắm đâu mà bạn tới 75 như vậy. Không, em nói là đẹp trai giống Đan Trường thôi, em đâu có nói là cao giống Đan Trường. Rồi, giống Đan Trường phải không? Dạ. Được rồi, ok. Bạn thấy cảm giác mình giống Đan Trường không? Dạ không, em vừa giờ em nghĩ em giống Đan Trường không? Em nghĩ em giống Quang Dũng không? Bà đi đến đây có ai đi theo ủng hộ bạn không? Dạ có. Ai? Một chị đồng nghiệp hay đi với em, mọi người hay gọi là cơ duyên, chị đó là tên là Thanh Duyên. À em là cơ, chỉ là Duyên. Dạ đúng rồi. Coi cơ Duyên có đến chưa? Chào chị Duyên. Dạ, chào chị. Vậy theo Duyên thì cái anh ở bên bển với cơ bên này là có duyên hợp nhau không? Cái duyên hợp nhau á thì tùy vào cái duyên của mỗi người, nhưng mà về cái ngoại hình hoặc là một cái phong cách gì đó của bạn cơ á thì em có thể em biết được đó là giống một cái phong cách chững chạc, giống như là luật sư và bác sĩ mà hay bạn hay thầm mơ ước thì bây giờ anh bạn bên này là một phóng viên, nhưng mà thấy cái phong cách thì cũng rất ok, giống chuẩn mực của bạn ấy thì em nghĩ là cơ sẽ chọn. Thôi được, vậy là mừng rồi đó, bạn mình ủng hộ rồi ha. Dạ. Bạn nào có đi với ai không? Dạ hôm nay em không có đi với ai. Thôi chúng ta sẽ chuẩn bị gặp nhau nha, kéo màn lên. Dạ. Thì tiêu chuẩn của em thích người đàn ông như thế nào? Suy nghĩ hơi chững chạc một xíu để có thể quan tâm và lo lắng cho em, tại vì em hơi con nít một xíu. Con trai mà thấp hơn 1m75 em có chấp nhận không? Có thể hạ xuống, nhích lên nhích xuống 1m7 trở lên cũng được. Em có thích người đàn ông mà quan tâm chăm sóc lo lắng cho gia đình không? Dạ thích. Em đang tìm một người như vậy. Lúc mà rảnh rỗi thì em hay đi làm gì? Em đi xem phim. Đặc biệt là phim ma. Anh có thích đi phim ma, đi coi phim ma với em không? Anh thì anh không có coi phim ma nhiều. Anh thích cũng, coi cũng coi nhưng mà anh không có thích. Anh thích coi phim hài với lại phim chiến tranh thôi. Anh có thích đi du lịch không? Anh thì đi du lịch cũng nhiều, anh thích đi du lịch. Em thấy anh quen cũng nhiều, không biết em thấy hơi như vậy. Tại vì quen nhiều mà không chưa có học tính đâu cho nên là. Lâu nhất là bao nhiêu ạ? Lâu nhất của anh là khoảng được năm. Nhanh nhất là khoảng 3 tháng.
chúng ta phát biểu cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em như thế nào? Em quá đẹp, chân quá dài. Cảm ơn anh. Em thấy anh đến đây có quà cho anh Nguyễn Minh và chị Cát Tường. Cái này là quà. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Okay. Tôi nghĩ là dù sau thì tới ngay tới đây thì mình cũng vui cần cho nhau một cơ hội. Dạ. Mình bấm chuông để mình cho một cơ hội để tìm hiểu nhau. Không còn gì để nói nữa Linh ơi. Thôi mình đếm thôi. Ta đã thỏa thuận vậy luôn rồi. Một. Làm như cái sân sân khấu này là nơi hẹn hò bấm chuông luôn vậy đó. Lên tới đây là bấm luôn ha. Rồi, cảm nhận về tình yêu thế nào hôm nay, có ấn tượng gì không? Dạ, hôm nay đứng cái bàn người đẹp cũng hơi rung. Phóng viên còn rung vậy đó. Dạ. Có cảm giác gì từ người đàn ông đứng cạnh mình? Có cảm giác mới. Mới là sao? Đứng cạnh người mới thì nó có cảm giác mới. Rồi mình nắm tay nhau thử coi mình có thêm được cảm xúc gì nữa không? Không có mẹ đâu, không mấy hôn cái luôn đi. Thôi chị. À, thay mặt chương trình tặng hai bạn một cặp vé xem phim. Dạ, nắm tay nhau thật lâu. Dạ, cảm ơn. Vâng. Cảm ơn. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Kèn móc vô miệng nha, thổi ra hơn hát. Hay lắm luôn á, chịu không nổi luôn. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem cặp đôi thứ hai có tự nhấn chuông như cặp đôi đầu tiên không nhé. Hảm An. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai, xin mời bạn. Chào bạn, bạn tên dạ. là gì? Dạ em tên Phương, quê ở Long An. Hiện tại em mới vừa tròn 30 tuổi. Mới vừa tròn 30 tuổi ha, Phương, Long An. Rồi, mình đợi đón xem bạn nam dạ. của mình. 30 tuổi tròn do. Tròn. Xin mời bạn trai. À, nghệ sĩ quá ha. Bạn tên gì? Em tên Minh ạ. Minh? Dạ. Ở đâu? Ở Thủ Đức anh. Thủ Đức. Làm nghề gì? Nhân viên kinh doanh ạ. Minh nhiêu tuổi? Vừa bước qua tuổi 30 chị Cát Tường. À, vậy là mình xứng đôi với nhau rồi ha, bằng nhau ha. Đi đâu bạn cũng xách cây đàn vậy đó hả? Nay có dịp quan trọng mới đem theo anh. Quan trọng không? Quan trọng với anh, chuyện cả đời mà anh. Mình thì sao? Bạn nói rõ hơn công việc mình lại một chút xíu. Dạ, hiện tại em đang làm kế toán của một công ty. 30 tuổi, chắc bạn cũng đã có vài mối tình rồi chứ? Dạ, cũng vỏn vẹn có hai mối à. Vỏn vẹn hai mối, mình sau cùng mà mình ở không tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ, 2 năm. Bạn có năng lực gì đặc biệt? Dạ, em ưu điểm thì nói chung là tương đối là cũng chịu khó. Chịu khó. Khuyết điểm thì đôi khi cũng hay nóng, lúc nắng lúc mưa vậy. Nóng là sao mà nắng mưa là sao bạn? Giống như thí dụ như lâu lâu mình có chuyện buồn mà ai mà lại ghẹo ghẹo rồi cái mình cầm tính vậy. Quạo liền ha. Nhưng mà xíu hết à. Có nghĩa là cũng thất thường tùy theo thời tiết, tùy theo người đối diện đúng không? Cái này cũng hơi căng á, để chiều như phụ nữ nắng mưa thất thường thì cũng mệt lắm á. Anh kia anh chịu nổi không? Anh thấy con gái mưa nắng thất thường rồi có mệt không? Chắc em chịu được. Chịu được hả? Hồi đó giờ chịu mưa nắng thất thường mấy lần rồi? Một lần rồi anh. Một lần. Anh đã từng cua gái bằng cái đàn này mấy lần rồi? Dạ, chưa lần nào. Đâu thử mình dạo qua cái để lấy cảm tình cái coi. Đúng rồi. Mời anh. Dạ. Cho phép em kết hợp với harmonica luôn ạ. Vừa đàn mà vừa thổi harmonica. Em gửi tặng đến quý vị khán giả trong trường quay cũng như trên đài truyền hình, như bạn gái ngồi bên cạnh, một bài hát tên là Lời Yêu Thương. Nhìn về trên khu phố có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời cô miết nhít nơi trên vai em bu chân, cho anh mơ vòng anh bước được cùng em về một vùng vắng, mình sẽ sống như ngày nhẹ hôm nắng dưới bóng cửa là lời sẽ nói yêu em và hãy nói những lời yêu thương đã từ lâu anh thấy trong lòng hoài, anh bước được cùng em về một vùng vắng, mình sẽ sống như ngày nhẹ hôm nắng
bóng cửa là nơi sẽ là yêu em mãi. Nói những lời yêu thương đang từ lâu anh xứng trong lòng hoài. Chưa bao giờ đi cô gái bằng đàn hết chứ phải không? Dạ chưa. Hay quá. Ôi sao bạn hát mình nghe bú xua luôn. Như này rung quá sao? Rung quá hả anh? Đàn dạ. Một nẻo hát rồi. Một nẻo. Sao toát mồ hôi trên trán hết trơn vậy trời ơi cô nè. Trời ơi sao vậy? Rung quá sao bị rối á. Mình tập cái bài này lâu chưa? Dạ từ cũng 3 tháng rồi chị. Là quyết chí hôm nay lên tặng bạn gái đó hả? Dạ. Cái này là ưu điểm của anh đó hả? Dạ. À, vậy còn khuyết điểm của anh là cái gì? Hơi hiền quá, dễ bị ta hiếp. Thôi mình sẽ không có ăn hiếp bạn ha. Mình về nhưng mình sẽ ngưỡng, mình sẽ tôn vinh cái tiếng đờn, tiếng hát của bạn. Cảm ơn chị. Hứa sẽ nói vô, bạn rất là dễ thương. Dạ. À, lau bớt mồ hôi đi để... Trời ơi, quá trời rồi. Dễ thương lắm em ơi, tự tin, tao nói đờn vừa hát hay. Ôi, nè, đợi cái kèn móc vô miệng nha, thổi ra hơn hát. Hay lắm luôn á, điệu không nổi luôn. Em thấy sao? Nãy giờ em cảm nhận sao? Em thấy cũng độc độc á. Nãy anh nói ưu điểm khuyết điểm của ảnh rồi. Bây giờ mình cũng giới thiệu cái ưu điểm khuyết điểm của mình là rồi thì mình có đưa ra cái chuẩn người bạn trai của mình như thế nào. Em chỉ cần dễ nhìn là được. Ảnh quá dễ nhìn luôn. Bạn trai phong độ. Này mình bạn cận hả? Dạ. Bữa giờ em ngưỡng mộ nhan sắc của chị Cát Tường với anh Quyền Linh lâu lắm rồi. À. Nên em muốn nhìn tận rõ. Rồi em bắt kiếm nhìn ảnh đi. Đó. Nhìn đi, rõ chưa? Em ngưỡng mộ lâu lắm á. Cảm ơn em. Nhìn anh đẹp không? Xíu xíu. Xíu xíu à? Tức là xấu quắc đúng không? Thấy rõ mặt ảnh không? Đó, thấy rõ. Thấy mờ mờ ra. Không, thấy trai là em thấy rõ. À, có duyên dễ thương. Anh đây thật sự anh hiền lắm. Anh nhát nữa, rung nữa, bây giờ mồ hôi kề đổ ướt áo. Đừng có ép anh quá nha. Ép quá anh khóc quá. Rồi anh ở bên đây. Anh cảm nhận thế nào về tiếng cái giọng nói của cô gái bên kia? Dạ, rất truyền cảm anh. Rất truyền cảm đúng không? Anh có đưa ra một cái tiêu chí nào khi chọn bạn gái của mình không? Dạ, giọng nói anh thích nhất ạ. Thích nhất? Dạ. Nhưng tiêu chí của anh là về ngoại hình, về tính tình như thế nào? Hiền chút anh, chứ em vậy đó. Giữ không hơn, không được anh. Giữ hơn. Ủa sao vậy? Dạ, anh hiếp sao. Phải hiền hơn hoặc là như em là được rồi. Gia đình nó khó khăn lắm không? Khi mà chờ anh chọn một cái cô gái về rồi có gia đình có... góp ý hay là có đưa dạ không cái... Mẹ đồng tình dữ lắm, mẹ cũng muốn em tìm có bạn gái cho nên là mẹ đồng tình lắm. Hôm nay có mẹ ở đây không? Dạ có. Có hả? Rồi mẹ đâu bạn? Dạ mẹ ngồi dưới. Rồi chào bác. À cô Cát Tường với dạ. Quyền Linh. Dạ cô ơi, cô thấy là bé này thấy có phù hợp với con trai của cô không? Phù hợp thì chắc rồi, mà sợ cổ không bận lòng. Sao vậy, con trai mình dễ thương mà con dễ thương hay mà giỏi. Nhát lắm, mà nào giờ chưa có quen bạn gái, mới đây là lần đầu tiên thôi. Dạ không. Còn... sao đâu cô, con với anh Quyền Linh nói vô cho, nhưng mà cô thấy là làm dâu vậy cô thấy ổn chưa? Thấy cũng ổn mà không biết có thành công không, cũng hơi nao nức, hy vọng lắm. Đi hai mẹ con thôi, người nào cũng rung hết trơn. Dạ cô cũng rung nữa hả? Đi thì hôm nào cũng giờ nó không có dắt bạn gái gì nhà nữa. Rồi cứ năn nỉ nó đi tìm cách đi, nó cứ nói mẹ làm quen giùm con đi, có nhiều đó nó nói hoài. Dạ. Rồi giờ nghe nó nói nó đăng ký ở đây cũng mừng quá, suối nó hoài luôn. Mà cô muốn người con dâu của cô là người như thế nào? Hiền là được rồi, đừng ăn hiếp nữa. Rồi bây giờ em nói với cô vài lời đi. Cô nói như vậy đó, đừng có ăn hiếp con trai của cô. Mẹ em nói chuyện với cô đi. Thông thường người ta nói người miền Tây chất phát thật thà lắm. Con cũng nằm trong số đó cô. Cũng hy vọng vậy, cũng gần, cũng cùng xứ rồi. Ủa, ở Long An luôn hả cô? Không có, giờ thì làm ăn ở thành phố chứ dạ. Quê ở Mỹ Tho á. Dạ gần. Nếu mà ưng ý thì cô cho đôi trẻ khi nào cưới nhau được vậy cô? Để tùy theo tụi nó chứ biết sao nữa. Dạ, vậy là ảnh đặt đâu cô ngồi đó ha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Trước khi hai người nhìn nhau thì bạn cũng nói là cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai của mình? Em không thích người đàn ông gia trưởng. Có gia trưởng không? Không hút dạ, thuốc. Dạ không, em thì... Có hút thuốc không? Không hút thuốc. Bụng đựng phệ quá. Không bụng phệ hả? Có bụng phệ, bụng anh Quyền Linh. Giấu anh Quyền Linh thì được. Quyền Linh là phệ đó.
Em nhìn đâu có phệ đâu. Không, cái anh này đẹp trai hơn anh Huyền Linh, yên tâm đi. Còn gì nữa không bạn? Huyền với lại thật thà được. Rồi vậy là đạt chuẩn hết rồi. Bây giờ cho nhìn nhau đi anh Linh, đạt chuẩn hết rồi đó. Chúng ta sẽ gặp nhau, kéo màn lên. 2 phút để nhìn nhau, bắt đầu. Chào bạn. Chào em. Như bạn đi bằng tuổi mà. Bạn quan niệm như thế nào về tình yêu? Mình chỉ cần người đó chân thật với lại nói chung là hiếu thảo với cha mẹ là được. Ở đây có hết rồi đó. Mình nhìn bạn mình có cảm tình lắm á. Cảm ơn bạn. Bình thường thí dụ như mà cái mối tình của bạn kéo dài khoảng được bao lâu? Do hoàn cảnh thôi. Nếu mà công việc không gây áp lực cho mình thì mình sẽ dành rất nhiều thời gian cho bạn gái của mình. Tại vì mình thấy cái từng giai đoạn ưu tiên, có nghĩa là trước kia mình ưu tiên công việc nhiều quá đi, bây giờ mình sẽ bù đắp lại những thời gian đó có thể dành cho người bạn của mình. Người bạn. Vậy là quá good rồi đó. Bạn nhìn mình bạn thấy sao? Cũng dễ thương. Cảm ơn bạn nha. Không, mình nói thiệt mà. Thiệt hả? Nãy giờ nó xạo. Vậy nãy giờ mà nó xạo không hả? Gì mà nãy thấy anh hùng lắm sao giờ ngồi cái dặn tay dặn chân hoài vậy? Rồi, hết giờ. Nghĩ kỹ nha, chúng ta có 2 phút để sẽ nói chuyện rồi. Bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ có đồng ý bấm nút để hẹn hò với nhau hay chị không. Chị nhấn đâu hả chị? Đây. Đây. Suy nghĩ kỹ nha. 1. Ba. Sao mới có 2, bạn đã nhấn nút rồi. Tôi quyết định luôn cho nó nhanh gọn chưa? Cho bạn nói gì với bác, ngồi với đi. Nếu bây giờ tụi con đồng ý hẹn hò, bác có cho phép không bác? Dạ, cảm ơn bác. Bác chưa nói gì cho cảm ơn gì. Gì nụ cười biết. Chỉ cần nụ cười là biết rồi. Trời ơi, nắm tay nhau. Đủ bắt nó cười. Không. Cái này bác đã cho là nắm tay nhau đi. Đây, mình thay mặt chương trình tặng 2 bạn cặp vé xem phim. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Mình là cơ hội để mình hẹn hò với nhau. Cơ hội đầu tiên mà chương trình tạo cho 2 bạn. Chúc 2 bạn sẽ tìm thấy điểm chung và đi đến được đích cuối cùng là một mái ấm gia đình. Nhớ mời Cát Tường với Huyền Linh. Rồi, chúc 2 bạn hạnh phúc. Thì là em làm luôn, ai cản thì cũng không cản được em. Hay mềm lòng, hay tin người ấy ạ. Người ta mà cứ năn nỉ mình, cái gì mình cũng đồng ý. Anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Mời nhà trai. Mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, hãy thoải mái lên. Giới thiệu về mình đi em trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn em. Nữ bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Văn Thịnh, năm nay em 26 tuổi. Quê quán của em là ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là làm sale bất động sản ạ. Thì trước đây thì em có làm lái tàu ạ. Lái tàu luôn? Lái tàu là thuyền thủy thủ đó em hả? Thủy thủ hả? Dạ không, em lái tàu đường sắt ạ. À, lấy tàu, à, đi tàu hỏa đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Còn em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu là em là Lê Thị Trà Giang ạ. Hiện tại năm nay em 26 tuổi ạ. Em là nhân viên ngân hàng ạ. Và em hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa ạ. À, như vậy là hai bạn cùng quê đó. Dạ. Rồi em nói luôn về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì có lẽ là người khá là độc lập và rất là quan tâm đến người khác, là một người sống rất là tình cảm. Thế còn điểm yếu? Yếu thì có lẽ là hay mềm lòng, hay tin người ấy ạ. Dễ tin hả? Cả tin hả? Đúng rồi, dễ tin người. Trời ơi. Rồi có thói hư tật xấu gì không? Ví dụ như là ghen tuông mù quáng hay là nghiện bia, nghiện rượu hay làm cái gì đó? Cũng thỉnh thoảng hay đi nhậu với cơ quan nhưng mà chắc là không đến mức nghiện đâu. Rồi bạn trai, em ưu điểm khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ hòa đồng ạ. Có cái là em quyết làm cái gì là em làm luôn. Nói chung là nếu mà ai cản thì cũng không cản được em. Thường thường thì em làm xong em mới nói.
À, nói chung là em có một cái giống bạn bạn nữ bên kia là có cái là mềm lòng, ví dụ mà người ta mà cứ năn nỉ mình là kiểu gì mình cũng đồng ý. Điểm yếu nữa thì là chắc là em uống bia hơi nhiều. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý ạ. Thì lúc đó là em làm lái tàu nên mà em chọn là công tác ở ngoài Nha Trang, bạn nữ thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nên mà nói chung là cũng em cũng vô tâm nên mà hai bên mới chia tay ạ. Bao nhiêu lâu rồi em chưa yêu lại? Dạ từ 2016 đến giờ ạ. 16. Cũng trời, 4 năm rồi. Cũng 4 năm rồi. Ừ. Còn em thì sao? Em 6 tháng. Mới chia tay mối tình kia là 6 tháng vậy? Mấy mối tình rồi? Em 3. 3 mối tình? Dạ. Mới chia tay mối tình thứ 3, 6 tháng. Còn vấn vương gì không? Ủa quen nhau bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi em? 3 năm rưỡi ạ. 3 năm rưỡi? Vậy là có vấn vương, còn vấn vương không? Không ạ. Phù. Nhưng mà chia tay là từ phía nào? Lý do? Em với bạn nam ấy thì bị cũng yêu nhau nhưng mà vì bọn em cũng khoảng cách cũng khá là xa. Yêu xa hả? Vâng, thì 3 năm rưỡi nhưng cũng phải mất khoảng tầm 2 năm rưỡi là yêu xa rồi. Ừ. Em ở trong này thì bạn ấy ngoài Bắc. Ừ. Hai người không hợp về quan điểm sống. Ừ. Bạn ấy cũng thừa nhận luôn, bạn ấy là người rất là gia trưởng. Ừ. Em cũng muốn cho bạn ấy cơ hội nhưng mà sau thì bọn em chia tay thì cả hai cũng chia tay rất là vui vẻ. Ừ. Cũng không cảm thấy là không cùng quan điểm thì sẽ không thể đi tiếp được nữa. Nhưng một cái tình yêu mà 3 năm mấy rồi mới có 6 tháng mà nó không còn một cái gì vương vấn hết à. Mà tại lý do nào mà nó nhanh đến mức như thế em? Tại vì là chia tay trong vui vẻ, có nghĩa là khi mà tất cả mọi thứ không còn đồng quan điểm nữa thì nhẹ nhàng chia tay thôi. À. Nghe chia tay mà cười tươi thiệt. Anh cũng rất là lạ, đến qua coi đàn gái coi. Em chào anh. Ôi chào em gái. Có đôi khi người ta chịu đựng nhau quá đó, người ta cần phải chia tay và cuối cùng chia tay được, người ta giống như thoát khỏi một cái điều gì đó, người ta rất là vui. Bây giờ đã coi như là chuẩn bị đón nhận một cái mối tình mới chưa em? Mở trái tim không? Dạ rồi ạ. Rồi, rồi đúng không? Chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Em cho đàn trai biết hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Thì cũng trải qua một vài mối tình rồi thì em cũng cảm thấy là người mà có thể hợp với em ấy sẽ thứ nhất là một người đàn ông chín chắn. Chín chắn. Biết tách biệt được công việc và chuyện tình cảm. Ừ. Có nghĩa là sẽ không để cho hai cái việc đấy nó ảnh hưởng. Thế còn ngoại hình thì sao? Chắc sẽ phải cao hơn em. Là bây giờ em cao hơn em là phải là bao nhiêu mới là cao hơn em? Chắc phải 1m74 trở lên. 1m74 trở lên. 74 con này trở cao lên. Quá mà. Ừ. Không sao, bên đây ừ. Có thể đáp ứng. Rồi. 1m94 á. Là đứng trên ghế á. Bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nếu mà nửa yêu thương thì em thấy là trước tiên là về tính cách đi. Nói chung là tính cách thì hiếu thảo. Hiếu thảo là đầu tiên, tốt bụng, hiền lành, hiền lành. Biết gọi như là trưởng thành một tí anh ạ. Ừ. Còn chiều cao, cân nặng hay là tóc dài, tóc ngắn? Em chào chị. Chào em. Dạ chiều cao thì em nghĩ là tầm khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Da trắng một tí, nếu mà tóc dài thì tốt. Tại vì em rất là thích con gái tóc dài. Ngoại hình thì ú một tí. Chung là con gái có da thịt thì trông đẹp hơn. Em ú là sao? Ý em nói ú là sao? Hả? Dạ không gầy ạ. Không gầy á? Dạ. Em thì em thích về dáng hay là thích về khuôn mặt? Thích khuôn mặt đẹp hay là dáng đẹp? Em nghĩ thì dáng với lại mặt thì vừa phải thôi, chứ nói chung là đẹp quá thì không phải là của mình. À. Em cũng thích ngắm cái đẹp. Nói chung là em rất là thích ngắm cái đẹp. À. Đâu phải cái đẹp nào không phải là của mình đâu, quan trọng mình cứ tự tin hay không thôi. Dạ. Em hình dung như thế nào về người bạn nữ bên rào này? Theo về cảm nghĩ thì em nghĩ là tính cách của bạn nữ này là cũng khá là chín chắn và độc lập á. Ừ. Mà cùng quê đã thì lại càng tốt quá. Bây giờ hỏi tới... Đúng rồi, hỏi người thân đi. Đúng không ông Mai? Hỏi người thân coi làm sao? Em đi với ai vậy? À, hôm nay em đi với đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em tên là Khoa. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Chào em. Thì em là người Anh. Cũng giống như là người bạn và người đồng nghiệp của Thịnh đây. Thịnh là một người rất là trầm tính. Trong công việc thì Thịnh đặc biệt là rất là quyết đoán và độc lập, cũng giống như là bạn nữ bên đây à. Khoa nghĩ là tính cách thì cũng rất là phù hợp với Thịnh, tại Thịnh cũng thích kiểu nữ là dịu dàng, độc lập và biết tự lo cho bản thân à. Thì hy vọng hai bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội. Khoa cảm giác được là hai bạn rất là phù hợp. Rồi, cảm ơn. Còn em đi với ai? Em đi với một bạn cấp 3, một bạn đại học và một bạn đồng nghiệp của cơ quan ạ.
Em xin chào hai MC và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là Diệu Linh, là bạn cấp 3 của bạn Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là bạn Giang ấy, bạn ấy, cu của bạn ấy là thích người trầm tính. Thì có nghe bạn của bạn Nam nói là ít nói trầm tính thì khá là hợp với Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là cũng hai bạn cũng khá là phù hợp. Và mong là các bạn sẽ cho mình cơ hội. Tại vì đây cũng là tuổi chín chắn rồi. Thì nếu mà cho cơ hội thì mở lòng và đến được với nhau thì rất là tốt ạ. Rồi, thôi bây giờ mở rào đi nào. Mở rào. Bắt đầu đi Thịnh. Chào bạn. Tới đây thì mình có món quà tặng bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Bạn cũng có thể mở ra được ạ, bởi vì là nó là một cái bánh kem ấy, nó cũng có ghi chữ. Bạn có thể mở ra để xem. Mà bạn cao mà còn đi giày cao gót nữa, tâm ra thấy hơi đấy bên kia à, đó. Kỷ niệm lần đầu gặp nhau ha. Rất là dễ thương ạ, cảm ơn bạn nhé. Bạn với tôi vậy đó hả? Cũng dễ thương ha. Rồi em ngồi đi, hai đứa ngồi rồi nói chuyện với nhau đi. Cho mình xin lỗi chứ là lúc nãy bạn giới thiệu ấy, nhưng mà nhỏ quá nên mình chưa nghe rõ tên bạn ấy. Bạn có thể giới thiệu lại được không? À, mình tên là Thịnh. Thịnh, à, mình lại nghe nhầm là tên là Thuận nên là mình mới hỏi lại. Bạn là tên Giang đúng không nhỉ? Ừ, mình tên là Giang. Khi mà ở bên Rèm thì thực ra là mình cũng có tưởng tượng là bạn nữ đối phương là trông như thế nào á. Nhưng mà nói chung là mở Rèm qua thì nhìn thấy cao quá. Mình thì cũng cao tới 1m73 rồi đó. Kém chút xíu so với tiêu chuẩn của bạn. Thực ra mình không có tiêu chuẩn gì đâu. Rồi bây giờ mình quan điểm về tình yêu, quan điểm về hôn nhân như thế nào, các bạn có thể trao đổi với nhau. Bạn nữ trước đi ạ. Chắc người chồng của mình sẽ là người hiểu biết hơn mình. Kiểu như là người cho mình lời khuyên ấy. Ví dụ mỗi lần trong cuộc sống hay công việc mà có gì khó khăn ấy, chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ với bạn ấy. Rồi bạn ấy sẽ cho mình những lời khuyên. Và hơn nữa là người đàn ông của mình sẽ là người mà sẽ biết lo cho mình. Mình thích một người đàn ông lãng mạn. Bởi vì bản thân mình cũng rất là lãng mạn. Bây giờ đầu tiên á, là em muốn là những cái điều mà em mong muốn ở cái người bạn trai á, thì chị nghĩ là đầu tiên em phải đổi cách xưng hô. Em phải tự áp đặt gọi bạn đó là anh. Tại vì khi mà họ là anh rồi, tự nhiên họ phải thấy mình phải có trách nhiệm với người em. Và như thế thì có nghĩa là em sẽ đạt được những điều mà em mong muốn. Như vấn đề mà em nói á, là về vấn đề trưởng thành thì anh chắc chắn là anh trưởng thành. Nói chung là anh trưởng thành, biết suy nghĩ. Còn vấn đề lời khuyên đó, nhiều khi anh khuyên nhiều quá, sợ em nhàm chán thôi. Anh nghĩ gì về em đi sớm về muộn và vui chơi quá đà với bạn bè, với đồng nghiệp? Nếu mà như thế, nếu mà ví dụ mà em có thể xác định mà trước khi em đi á, thì em có thể nói với anh là ừ, hôm nay là em sẽ đi với bạn, có thể là sẽ về trễ, anh cũng không cần phải chờ là thế này thế kia. Tại vì thực ra là anh đi làm cũng ít khi mà anh về trước tầm khoảng 10 giờ lắm. Thực sự là ít khi về trước 10 giờ. Thường thường nếu mà về sớm thì anh cũng đi công viên, anh đi dạo á, hít thở không khí xíu, chứ ít khi về nhà sớm lắm. Cái vấn đề mà em đi chơi thì có thể là em nên nói với anh. Cái vấn đề đó thì anh thông cảm lắm, không vấn đề gì cả. Giả sử như bọn mình mà quen nhau thì anh sẽ định bao giờ thì bọn mình sẽ kết hôn? Nếu mà được nha, thì nếu mà muốn sớm á, còn tùy thuộc vào có thể là mong muốn của anh, nhưng mà còn mong muốn của gia đình em nữa. Ví dụ gia đình nhà em mong muốn sớm hơn ý, thì có thể là mình cuối năm nay, đó là sớm nhất. Còn nếu mà trễ, nếu mà em đợi cho anh cái, có nghĩa là cái công việc của anh thì nó cũng ổn định rồi, nhưng mà ý là nó có nghĩa là tài chính khi mà nó dư dả hơn thì mình kết hôn thì nó, anh nghĩ thì nó sẽ không có áp lực nhiều nữa. Thì có thể là đợi thêm 1 năm nữa, nhưng mà nếu mà sớm nhất thì là cuối năm nay ạ. Hỏi anh một câu hơi tế nhị tí nhá, anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Có nghĩa là giả sử như là mình cưới thôi, mình sẽ không đăng ký kết hôn, thì anh ok không? Không, thì thực ra thì anh cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề nó sẽ như thế nào cả. Nhưng đấy, mà nếu giờ, mà nếu mà em thuyết phục anh để anh cảm thấy là như thế là hợp lý thì chắc chắn là anh sẽ ok. Chứ anh không có bảo thủ, có nghĩa là phải bắt em như thế này, em thế kia. Mà ví dụ em nói hợp lý thì anh sẽ làm theo, anh sẽ nghe theo. Nhưng mà lý do tại sao vậy? À, em chỉ hỏi anh xem quan điểm của anh như thế nào thôi. Bạn ấy chỉ hỏi để thử xem quan điểm của em ra làm sao thôi. Dạ. Đó, ví dụ như em đồng ý hay là không đồng ý thì em nói. Rồi, đó, bây giờ theo anh nghĩ là các bạn quan điểm thế nào về sống thử trước hôn nhân? Ừ. Rất cảm ơn anh Khiền Linh vì có một câu hỏi rất là hay. Đấy, nó cũng như kiểu như thế. Thực chất thì nếu mà anh thấy thì cái vấn đề nó thực ra là ngày xưa thì người ta hay không thích cái vấn đề đó. Nhưng mà anh thấy nếu mà bây giờ cả bạn nam và bạn nữ đều muốn như thế thì mình sống thử với nhau không sao. Tại vì khi mà mình sống với nhau rồi, mình ở bên cạnh nhau thì mình mới biết hết được cái tật xấu, là cái tính tốt người kia. Thì mình cảm thấy nếu mà chấp nhận được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Bạn gái có đồng ý quan điểm đó không? Không, theo em thì như thế nào?
Thời điểm bây giờ em sẽ trả lời theo cảm xúc bây giờ ha. Ừ. Thì em nghĩ là không ok. Không ok. Nghĩa là em sẽ không sống thử. Ừ. Nhưng mà tại sao em lại đưa ra vấn đề là phải cưới mà không đăng ký kết hôn? Em chỉ muốn hỏi quan điểm của bạn Nam, xem bạn Nam sẽ trả lời như thế nào, chứ không phải là lời đề nghị của em. Bây giờ bạn trai có thể hát một bài nào đó để tặng bạn gái. Mình giao lưu tí âm nhạc đi. Tại vì hôm nay đến đây thì thực ra là cái cảm xúc nó cũng hơi lẫn lộn đó. Nên mà ví dụ mà nhớ bài nào thì hát bài đó thôi, chứ cũng không biết là biết hát bài nào hết á. Hát bài Em Ổn Không đi. Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thâu. Ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngầu rất lâu. Điều anh muốn nói là em ổn chứ, tình yêu đôi khi cô yêu chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi, ngày em đi trời mất chi. Được rồi. Trời mất trí luôn rồi đó. Ngồi vào ghế chuẩn bị bấm nút thôi. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là đồng ý yêu đương. Nhưng nếu các bạn không có rung động trái tim thì không cần bấm. Chúng ta để cái nút bấm đó cho rất nhiều đối tượng. Đừng lấy đi cơ hội của một người khác nếu như ta không rung động bằng trái tim của mình. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Bây giờ tôi mới biết tại sao nè. Bạn này rất là khó tính. Bạn ấy đưa ra một số câu hỏi xoay đáp xoay. Và cái câu hỏi đó khi mà trả lời không đúng cái suy nghĩ của bạn là bạn đã quyết định đúng không? Thực ra chị Hồng Vân nói và em cũng đúng. Em rất là bất ngờ khi mà chị Hồng Vân nhận xét như thế. Thực ra em cũng không đến mức là khó tính lắm. Nhưng mà em bất ngờ hỏi một cái câu mà nghĩ gì khi mà mình chỉ cưới thôi, mình không đăng ký kết hôn. Thì bạn đã không thể đưa ra một lời trả lời nào cho em cả. Tức là phải đưa ra trả lời và giải thích có câu trả lời đó. Đúng không? Mình có nghĩa là nếu chị mà là em hồi nãy là chị biết ngay là em đã hỏi xoáy đáp xoay bạn này. Nếu là chị là không có chiều theo, họ đã cưới là phải đăng ký kết hôn. Đó là một cái điều bất di bất dịch. Thôi hôm nay thì có lẽ các bạn có duyên mà không có phận. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương của mình. Dạ, cảm ơn anh Tuyền Linh ạ. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cảm ơn các bạn. Em cảm ơn chị. Em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ. Em cũng làm cho một công ty bánh. Ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình thôi. Ít biết cho gia đình là được. Không để tóc luôn được không? Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Xin mời. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ em chào anh Nguyễn Linh và chào cô Hồng Vân. Dạ chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia, con gái bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Được. Nguyễn gì? Nguyễn Văn Được. À, rất được. Tôi thấy là không được. Rất tại được. Sao là anh Quyền Linh là cô Hồng Vân là sao? Không được. Dạ em xin lỗi chị Hồng Vân. Thì là thật rất được đúng không? Rất được. Như vậy dạ, là em quê quán em ở Bến Tre. Dạ còn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm lái xe. Rồi được lái xe là lái xe riêng dạ. Hay là lái xe em lái xe công ty. Lái xe công ty tức dạ. Là lái xe gì?
Dạ, tại có du lịch cơ. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh và tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Và bạn trai bên kia, em tên là Lưu Thị Hồng Loan, em 33 tuổi. 33 tuổi? Dạ. Wow, sao trẻ dữ vậy bé? Ủa được là nhiêu tuổi được? Dạ, em 31. Bên kia 33 hả? Vậy là lớn bên đây 2 tuổi. Có ngại không vậy Được ơi? Dạ không chị. Đối với Được thì cái gì cũng được hết. Ừ, em làm gì đó? Dạ, em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ. Như vậy là có nghĩa là Được ơi, em mới thích ăn bánh kem không? Dạ, em cũng làm có một công ty bánh nữa chị. Ủa vậy hả? Chở củ về rừng rồi. Rồi, coi như hai bên ngọt ngào. Em nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của em là ít nói với lại hơi rụt rè trước đám đông mà. Hay quên ạ. Trời ơi, quên rồi làm bánh nhiều khi liều lượng quên sao? Em không có làm bên khâu làm bánh. Em chỉ làm bên khâu đóng hộp này kia thôi ạ. À, còn Được ơi. Dạ. Được được cái gì mà không được cái gì được? Em thì em không hút thuốc. Còn nhậu nhẹt thì em cho vui thôi. Còn ngoài ra thì những gì em cũng biết chút chút thôi. Chứ gì cũng biết chút chút luôn. Dạ. Có tật xấu gì không được? Dạ xấu em không có gì xấu hả. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết về đường tình duyên đi. Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất của em thì cách đây cũng 4 năm rồi. Quen được bao nhiêu lâu? Dạ gần 2 năm ạ. Nhưng mà do lúc trước em làm thu ngân á chị. Do thời gian em không có nên chúng em từ từ ra cách nhau. À, xa mặt cách lòng. Rồi còn bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em 2 mối tình. Chia tay mối tình cuối cách đây lâu rồi? Cũng 2 năm mấy, gần 3 năm. À dạ. Tại sao chia tay được? Dạ tại vì em lái xe. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Dạ chỉ đơn giản vậy thôi. Cái tại... cô ấy là không thích lái xe. Không có tin lái xe. Dạ. Mà nhiều người nói cũng không tin lái xe lắm. Dạ đúng rồi. Tao nói lái xe là hay đi đây đó, có quen người này người kia lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Trời ơi đúng luôn hả? Nhưng mà em chỉ làm công ty, em đi sáng đi chỉ chiều về công ty thôi chứ không có đi lố ngày. Rồi em sao? Em có gọi là ngại cái vấn đề mà cái người bạn trai của mình là tài xế không? Dạ không ạ. Em nghĩ nghề nào cũng là cái nghề thôi, do bạn đó chân thật hay không thôi ạ. Chào em gái. Dạ, chào anh ạ. Bây giờ em muốn mối tình tiếp theo của em là người như thế nào? Thì cao hơn em tầm 1m60 đến 1m65 là được rồi. Cao hơn em có cao. Dạ. Rồi gì nữa? Thì ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình thôi. Ít nhậu, anh này ít nhậu lắm. Dạ. Quan tâm gia đình thấy cũng hiền. Ngoại hình sao nè? Dạ vừa người là được. Có cần đẹp trai không? Rồi tóc bồng bềnh hay là này kia nọ không? Dạ không ạ. Quy định để tóc dài là được. Con trai để tóc vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi hả? Cái này là không để tóc luôn được không? Dạ thôi không thích đừng hói. Nè những người hói thông minh nè, tình cảm nè, giỏi giang nè, yêu thương vợ nè, chung thủy nè, chăm sóc người yêu nè, lo lắng nè, chiều chuộng nè, cúi đầu nè, xin lỗi nè, mua quà cáp nè, lãng mạn nè, đó hói là vậy đó em. Chịu không? Nếu mà tốt tính thì chắc cũng được. Bạn trai. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nửa yêu thương của em thì cần biết cho gia đình là được. Chỉ bấy nhiêu thôi. Dễ không? Dạ. Chỉ yêu thương gia đình là được rồi. Anh hiền khô à. Dạ. Nha. Bên qua coi đi, hiền lắm. Dạ, chào em. Chào em. Dạ. Em ơi, em có hình dung cái người bạn nữ bên rào bên đây như thế nào không? Dạ, hình dung tính cách thì giống tựa như em. Bao nhiêu phần trăm khi mà trong đầu em suy nghĩ về cái người con gái bên đây? Khoảng 80%. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hai người hiền quá à. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai vậy? Được. Dạ em đi với bạn bè. Dạ em chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Em tên là Trang, là bạn chơi với đều cũng thân lâu lắm rồi ạ. Em cũng nói sơ về tính của bạn em á, là bạn em nếu mà quen ai mà thương thật lòng hả chị, thì bạn rất là lo cho người đó và bạn rất là có hiếu với gia đình. Nếu mà bạn nữ bên đây mà thích một người nam á, mà biết có hiếu và lo cho gia đình thì em nghĩ bạn nên chọn bạn của em ạ. Còn nói với bạn nữ á, thì em thấy bạn cũng hiền, ít nói, đầm tính. Nếu mà hai bạn mà khi mà dở màng á, thấy nhau mà hợp á, thì nên cho nhau cơ hội. Còn em? Dạ em đi với chị em, với cô em ạ. Chào hai MC.
Tôi là mẹ của Hồng Loan. Thấy chàng trai cũng được, nhưng mà sợ con của cô lớn tuổi hơn bên chàng trai có chịu không? Dạ không sao ạ. Tại vì cô có một đứa con gái à, nên cô dạ. Mong chọn người nào thực tình để quan tâm về cháu. Nhưng mà cô thấy con rể tương lai này là hiền không? Thì mình cũng nhìn thấy vậy thôi chứ chưa biết được. Rồi thôi bây giờ đi mở rào đi để cho hai bạn đúng tự rồi. Tìm hiểu nhau nha. Rồi mở rào. Em cũng có món quà nhỏ nhỏ. Trời ơi, tắm cao qua rồi, coi là rau câu nhận lại. Cái này là tự tay em đổ rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Còn này là gì em? Này là gì? Dạ. Cái này là em muốn anh tham gia trò chơi nhỏ nhỏ với em ạ. À. Thấy được không ạ? Dạ, rồi. Trong đây em có 3 lá thăm, anh bóc rồi anh thực hiện theo có yêu cầu trong đây được không ạ? Nó khó quá lắm. Anh nghĩ anh chắc làm được á. Anh thử anh bóc thử một trong ba hát có một thử thách nhẹ à. Với bạn nam, bạn hãy nói một điều bí mật, một điều bí mật về anh đây là hôm nay anh đến đây là hiện tại là công ty không biết cũng được, cũng là bí mật không? Dạ gia đình biết rồi, còn gì nữa không? Bóc thêm lá nữa đi nè, anh muốn tham gia nữa không? Nữa thì em có 3 cái, em nghe lời anh Quyền nha. Này khó quá anh Quyền Linh ơi, anh trả bạn hãy nói một lời thả thính. Nói lời thả thính mà khó cái gì? Trời ơi khó cái gì? Cái này mà có cái gì đâu mà khó chứ. Em đó giờ chưa bao giờ nói một lời thả thính thì sao em thả thính được? Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, trứng rán cần mỡ. Yêu anh không cần cớ, cần bạn cớ. Anh ơi đó. Rồi bắt đầu. Bắp cần bơ, anh cần em, nói đại vậy luôn đi. Nó gọn đi. Nào 2, 3. Nó không được anh ơi. Thôi bỏ qua cho mình. Thôi về đây đi được rồi, dạ. Nó hiền quá à. Em thấy không? Hiền tới mức mà không biết thả thính luôn đó. Vậy mà sao mà có chuyện lăng nhăng ở đây được? Đó, tin chưa? Dạ. À, bây giờ em thử thách ngược lại bạn này. Vậy bạn nữ nói một cái điều bí mật của bạn nữ đi. Bí mật của em hiện giờ vẫn còn ngủ với mẹ. Rồi, thả thính đi nào. Thả thính hả? Sao, được không? Dạ. Thấy ôi. Chưa, mình làm không được, mình đi mình thử thách người ta hả? Qua cái cuộc chơi nhỏ nhỏ, game mini game vậy đó, nhưng mà cũng biết được cái tính con người ha. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em thì cũng được, cũng ít nói, cũng hiền. Dạ. Thì em cảm nhận bạn nam cũng hiền, cũng hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Tôi đảm bảo hai người này mà hẹn hò nhỏ công viên là xung quanh cỏ bị mất hết, không còn một cây nào luôn. Hẹn hò sao? Vậy thì công việc của em thì sẽ hẹn hò được thời điểm nào? Em chỉ đi làm từ 8 giờ đến 4 giờ thôi. Còn buổi tối thì em rất là rảnh ạ. Vậy nếu mà mình làm quen được thì bao lâu em cảm thấy sẽ bước tới được? Thì tùy vào tình cảm, bạn mà đến lúc nào đó muốn được thì mình tiến tới thôi ạ. Vậy anh hỏi em chứ nếu mà lập gia đình thì em sẽ thích bao nhiêu người con? Em thì mong nhà em thì ít người, có mình em thôi, em cũng muốn có nhiều nhưng mà tùy thuộc vào kinh tế của hai đứa nữa chứ. Bây giờ em thấy người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình không? Dạ cũng có. Em có đủ chăm sóc cho cổ không? Dạ đủ. Lấy nhau ở đâu? Dạ ở đâu cũng được. Ai lo chỗ ở? Dạ đương nhiên là em thôi. Em lo ở đâu? Dạ có thể là ở nhà trọ, nếu mà ở nhà bên cô ấy được thì ở, còn nếu ở không được thì về nhà em ở. Nhà em ở đâu? Nhà Bến Tre. À đó. Dạ. Phải nói rõ cho cụ thể cho cô ấy hình dạ. dung được á. Dạ. Rồi coi như anh hỏi giùm em đó. Dạ. Cái hình dáng như thế này, chiều cao vậy là em thấy ưng chưa? Dạ tốt ạ. Tốt phải không? Khuôn dạ. mặt vậy là em ưng chưa? Dạ được ạ. Cái tóc vậy được không? Dạ được ạ. Được luôn rồi, bây giờ mình lướt qua cái vụ kia luôn phải không? Dạ. Rồi vậy là thấy là rồi. Cũng bấm thôi. Được rồi đó. Hả? Đây là quyết định riêng của chúng ta. Nếu thật sự rung động, thật sự đây là một nửa yêu thương của mình thì trao nhau cơ hội bấm nút. Còn nếu không, cảm giác không thì không cần bấm. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian.
Đã bấm. Rồi, nắm tay nhau đi được rồi đó. Không lẽ nắm tay tôi phải kêu nữa. Bây giờ cặp này yêu chắc tôi phải đi kế bên gì đó. Được không? Dạ được. Nếu mà kêu đi hai người yêu đương thì phải bao 4 ly cà phê. Hai đứa tôi ngồi hai bên, có gì thêm vô. Đây nè, đã cứ về nè, rủ rỉ. Cứ về đổ dầu vô lửa, nói rồi nói đi. Đổ ghê không? Rồi đi trồng cỏ lại cho người ta nữa. Trời, thấy cảm giác nắm tay sao em gái? Dạ hơi run. Em thấy thì sao nè? Dạ ấm. Đó, rồi bây giờ làm cái thủ tục đi nè. Bây giờ đừng có nói cái này không làm là bỏ qua cơ hội này ha. Hôn cái hôn đầu tiên cho má của dạ, người con gái ấy. Dạ, con dạ. Trời, hôn cái hôn liền thấy không? Kêu nói cái gì cũng không nói cho mà kêu hôn liền à. Dạ, cái này dễ làm hơn hả? Dễ làm hơn, trời ơi. Hôn dễ. Đây là món quà dành cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nào, hẹn hò điện thoại cho tôi nha. Dạ. Mối tình này có thành hay không do tôi á. Trời ơi. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Sao trong cuộc đời này có những người hiền đến mức như vậy? Đúng là như vậy thì họ khó tìm được một nửa yêu thương của mình lắm. Thì đó, với cặp đôi này tự nhiên mình thấy cái vai trò của mình đó, mình cần phải làm những cái điều như vậy, đúng không Linh? Đó, mình theo cái nghiệp này là quá đúng rồi. Đúng rồi. Giờ chỉ còn coi như nếu như các bạn có một cái lời trợ giúp đó là anh Linh, chị Vân ơi, đi theo tụi em thì mình sẵn sàng trồng cỏ nha. Đúng rồi. Ok, yeah. Yeah. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Dạ, em làm gì cũng nhanh, có những thứ không nhanh được nha. Cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Chị muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Em không thích tính độc tài và gia trưởng. Trời ơi. Còn tính nữa là hay nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa. Trời, em cũng còn sinh viên mà. Ủa vậy à? Và em muốn người đó có tính cách đối lập với em. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.